Em hôm nay không đến trường. Giáo viên công nhân viên chức chưa có lương nên là đang tạm thời đình công nên học sinh hôm nay nghỉ học ở nhà. Mình nghe thông tin được như vậy. Tức là nhà nước chưa trả trả lương cho giáo viên thì giáo viên không không đến trường nên trẻ em cũng ở nhà luôn. Đấy là đường vào cái rẫy mới mọi người ạ, cái nương rẫy mới ạ. Tình hình là sáng nay đang bác trưởng bản và người dân đang khai hoang ở cái khu vực này. Qua Qua lại đây bố. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Thế Nhân. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Chào các bạn. Ở cái khu vực này là đất bắt đầu khai hoang mới lần đầu để làm nông nghiệp với mọi người ạ. Cái chỗ này là bác trưởng bản dẫn mình đi xem hôm thứ bảy á. Nhưng mà ở phía dưới này đất là chưa làm bao giờ. Ở đây khả năng mình tính sẽ cho trồng sắn, trồng khoai mì ấy mọi người ạ. Bây giờ phía trên kia thì sẽ trồng cái khác, cái hoa màu khác. Oji po kuni, doi quatro se, oi tu de, doji tre, ji kato ji. So kato ji po bu so. Đây kịp mà. À, si usó tu phone, tomé tu servicio. Mañana tomé mi otra. Ah, otra equipa. Tá bem. Ok, onde cai chuva cai muito, né, pai? Cai a chuva. Ah. Ok, assim tá bom. Porque no chão um pouco mole. Aquele dia nós passa aí, no chão tá duro, né? Yeah. Sim, pai. Obrigado, pai. Cái diện tích đất này là đang hoang hóa đấy mọi người ạ. Thì ngày hôm nay là bắt đầu công việc từ ở dưới này. Bắt đầu công việc ngay ở chỗ này. Đấy. Cái khai hoang là lên tịt đằng kia. Đào sáng ngày hôm nay là đào chừng này rồi. Buổi sáng. Thì cái chỗ đất này là đất đất mới nên khả năng mình sẽ cùng người dân tổ chức trồng khoai sắn ở đây. Khoai mì đấy mọi người. Đấy, vì là cái diện tích đất này đất mới mà. Và hơn nữa cái mì thì khả năng chịu hàn được, với lại chỗ này chịu đất phát cát đấy, đất phát cát nên là cái chất đất chắc là cũng không được cho tới tốt cho lắm ấy, nên là mình sẽ cùng người dân thử nghiệm trong khoai mì đâu vậy đó, đầu tiên vậy đó. Rồi từ từ để bắt đầu chuyển đổi sang trong cái gì sau này thì để xem mà cái chất đất đáp ứng được những cái gì thì lúc đó mới triển khai tiếp. Vẫn còn bên này thì đang đất hoang này mọi người này, những chỗ này là đất hoang này, nhìn thế này như giống như ở trong trang trại của chủ quản lý mọi người. Cái này dưới rễ cây kính lắm. Cái này ở dưới rễ cây rất như rất rất là nhiều. Cái nhìn thì thế này thôi nhưng mà nó đan từng lớp ở dưới đấy. Cái chỗ này chắc lại cũng không làm được cái gì đâu. Sức người thì để mà làm sạch cái chỗ này để mà làm nông nghiệp thì chắc là khó lắm. Nên là bây giờ sẽ
khai hoang những chỗ đất mà dễ làm hơn thì khai hoang trước. Cái rẫy này là rẫy mới mọi người ạ, không phải chứ không phải là cái rẫy hôm kia đâu, cái rẫy hôm kia đang kia. Thì mình cũng mua ít, nói chung là thức ăn với lương thực với thức ăn cho mọi người, ngày nào cũng thế. Hôm nay là cái rẫy mới nên là từ chỗ này lại tới chỗ kia nó hơi xa, nên là mình sẽ chở người dân là tới đằng kia luôn. Nếu mấy người nghỉ trước để về nấu ăn, còn lại một số người là vẫn tiếp tục công việc bình thường. Đấy, cỏ như thế này đây mọi người này. Cây cỏ đấy. Cái rẫy này là thuộc đất của bác trưởng bản đấy mọi người ạ. Đất sở hữu tư nhân của bác, chứ không phải là đất đất tự nhiên đâu, nhưng mà đất đất sở hữu tư nhân của bác. Ngày xưa bác được sinh ra ở cái mảnh đất này, sau đấy là lớn lên thì di chuyển tới đằng kia. Hiện tại bây giờ thì nhà bác ở đằng kia, nhưng mà cái đất này là đất của ông cha, ông cha của bác để lại, tức là những người xưa để lại cho bác. Thì mình cũng có tìm hiểu rồi thì cái mảnh đất này thì đây, muốn tìm hiểu đấy, kiểu có tranh chấp này nó hay không các kiểu ấy. Thì đất này là đất của bác, thì diện tích đất này là cũng rộng lắm, bắt đầu từ dưới đó lên trên mấy dãy cái xoài ở góc đằng kia bên này mọi người, đi tịt lại đằng kia. Cái mảnh này rồng, có khi này rồng hơn cả mảnh đằng kia đấy. Bây giờ anh thư ký cùng bác trưởng thôn thể chia ra mỗi tổ 15 đến 17 người. Một ngày là 15 đến 17 người cứ thay phiên nhau làm việc như vậy. Bởi vì là để dành thời gian cho người dân đi làm ở nương rẫy của từng hộ gia đình đấy, nên là bây giờ sẽ chia phiến như thế. Còn đến nay ngày xưa bác cũng đã gieo trồng nơi đấy mọi người, đấy này, thấy vòng giống như vòng khoai này, đấy. Diện tích nói chung là rộng lắm. Đây, bây giờ mình sẽ đưa mấy cô mấy bác về đang chỗ nhà trọ kia nấu ăn, sợ là chiều mưa nên tổ chức nấu ở đấy sẽ ướt khổ cho mọi người, thì sẽ về đang kia nấu ăn mọi người các bạn ạ. Mày và mẹ tên Nukaru. Củi lấy ở đấy về tới đằng kia nấu ăn đấy mọi người ạ. Nên là mình sẽ chở hộ. Cuidado, mãe. Ok. Mãe, sobe aqui. Deixa eu ver só aqui. Nhu a mãe cô a. Já, senta mesmo aqui. Aí, cuidado. Es panela. Ya. Está bien. Ya. Trời mưa nên khó bén, lửa khó bén lắm mọi người. Củi đang còn ướt.
lenha tá sec, tá molhado pouco, né, mãe? Depois, não queimar rápido. Đây các bạn nhá, em khoai tây đã mọc rồi. Nói chung là tầm một tuần nữa thì chắc là lên cả đấy. Đây, khoai tây đấy mọi người. Mình rất hy vọng vào khu vực này khoai tây sẽ lên đẹp. Ngày nào ra cũng phải đi một vòng xem thử thế nào, mâm khoai tây đã mọc chưa. Đấy, nhưng mà bây giờ mới móc lạc đạc đấy. Đây này. Đất phát cá thì khả năng rất phù hợp với loài cây cho củ ấy mọi người ạ. Vậy là nó có cái đồ hở, nó nhìn như đất thịt đấy. Chỗ này đất phát cá hết. Nhìn khoai tây mọc là nghe mừng này. Chỉ mong sao là vụ mùa sẽ cho nhiều củ để cùng chúng tay cũng chung sức chung lòng với người dân để có thêm cái ăn cái mặc. Khẩu phần ăn của mỗi người thì là đang từ team chúng mình, từ từ anh em trong team mua cái khẩu phần này đấy mọi người ạ. Nên chúng mình cũng có một chút hạn chế đấy. Chỉ là mỗi người là ở mỗi địa phun vào mỗi con cá đấy thì cũng có thay đổi khẩu phần ăn. Hiện tại thì cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng đối với người dân thì đấy cũng là một bữa ăn cũng tương đối ổn định thôi. Buổi sáng người dân làm đến bây giờ là 3 giờ chiều rồi, muộn rồi. Thì tất nhiên là ở Việt Nam mình thì thường thường người dân sẽ làm từ sáng sớm đến trưa về nghỉ ngơi, cơm nước xong rồi chiều lại ra đồng tiếp. Còn ở đấy thì người dân làm từ sáng đến tầm giờ là bắt đầu ăn uống xong là nghỉ luôn đấy mọi người. Chứ họ, người dân cũng không có sức để mà làm tiếp đâu. Công việc cây sấu cuộc bẩm nên cũng rất chỉ là vất vả. Thì mình cũng tán thành để cho người dân họ nghỉ ngơi còn lấy sức để những công việc ở nhà nữa. Thì video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Cũng rất mong các bạn sẽ comment, góp ý thêm nhiều cho mình nữa để mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Thôi cũng để muộn cho mọi người chơi thêm nữa thì để cho mọi người ăn buổi trưa đi. Thì mình cũng chào các bạn nha. Chào các bạn. Cảm ơn Việt Nam. Dạ. Buon appetito. Dạ. Assi, io tamai voi già.